Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với xóm anime. Các bạn biết tin gì chưa? Sách nhà ta xuất bản sách đấy, lại còn được bán ở tiệm sách mới xịn cơ. Không biết ông nhõn mà viết sách thì viết về chủ đề gì nhỉ? Action Kamen, Chocobi hay nghệ thuật bắt chuyện với các chị gái xinh đẹp? Chẳng biết thực hư thế nào nữa. Thôi thì cùng chúng tôi đón xem tập phim ngày hôm nay để biết câu trả lời nhé. Sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng bắt đầu ngay thôi nào. Tập phim xin xuất bản sách. Sáng sớm, bà chủ hiệu sách dặn dò với chị Nakamura rằng gần đây, quanh thị trấn đang có nhiều tiệm sách mới mở, độ cạnh tranh vì thế ngày một tăng cao. Do đó, thời gian tới, chúng ta nhất quyết phải nỗ lực cố gắng quyết không để tiệm sách này ế ẩm. Vâng, đã rõ thưa bà chủ. Ok, giờ thì bắt tay vào làm việc thôi nào. Cửa mở, một vị khách xuất hiện. Bà chủ tá hỏa, ra hiệu cho chị Nakamura biết nhân vật hàng đầu trong danh sách đen Shinosuke đã tới. Mau mau bám sát, loại bỏ đối tượng. Chị Nakamura nhanh chóng đi tìm. U là trời, cô cậu đang đứng trên đống sách, cô vừa lấy một quyển ở trên cao. Chị Nakamura chạy tới đỡ lấy quyển sách trước khi nó rơi xuống. Báo chị quá em ơi. Chị nhắc xin đừng tự tiện, quyển này đắt tiền lắm đó, phải xin phép chị trước đã. Mà chị ơi, quyển ấy không dành cho trẻ em đúng không ạ? Chị Nakamura nhìn lại, quả nhiên sách hình bikini này chỉ dành cho người lớn thôi. Tóm lại, chị dặn xin lần cuối đừng tùy ý lấy sách, nhất là sách ở trên cao. Nếu nó rơi xuống vừa nguy hiểm vừa hỏng hết sách, rõ chưa? Xin vâng dạ rời đi. Một vị khách khác ghé qua, chú ấy tới thẳng giá sách nơi có quyển cần tìm. Chú cầm quyển ấy lên hỏi chị Nakamura. Cô ơi, tiệm mình có bán quyển nào mà văn phong của nó ảo diệu được như quyển này không ạ? Chị Nakamura hơi bối rối vì thật sự ở tiệm có quá nhiều quyển sách. Chị khuyên chú cứ bình tĩnh tìm xem. Chú ngắm đi ngắm lại quyển trên tay mình rồi đặt xuống. Một vị khách khác tới cầm lên. Chú hồi hộp, mong chờ người khách đó mua nhưng họ bỏ xuống mất rồi. Chợt, xin đặt quyển sách về lợn buri buri đè lên quyển sách ấy. Này cháu, đừng đặt như thế. Làm vậy người ta sẽ không thấy được quyển bên dưới. Đâu đâu đâu, quyển nào, cháu chẳng thấy ạ. Chú khẽ thở dài. Chắc thằng bé này chưa biết đọc chữ rồi, để chú chỉ cho. Chợt chú tò mò hỏi xin, không biết quyển sách như thế này người ta có mua không nhỉ? Cháu chịu ạ, cháu chỉ đọc truyện thiếu nhi thôi. Chú cầm thử quyển của xin lên xem. Hóa ra đây là truyện do chính cụ cậu tự vẽ, tự viết. Mỗi trang chỉ có một từ duy nhất. Chưa hết, xin còn tự hào khoe, mình sản xuất cả tập thứ 2 rồi. Chú cười thầm. Trẻ con bây giờ thú vị thật đấy. Nhưng cháu ạ, ở hiệu sách, người ta chỉ bán sách được nhà xuất bản sản xuất thôi. Sách xuất bản là sao ạ? Là những quyển thất bại như quyển chú chỉ ấy ạ? Thất bại đâu mà thất bại? Chú giải thích, sách được xuất bản là những quyển sách được in bằng mực, được biên soạn, thiết kế cẩn thận, chứ không phải sách vẽ tùm lum như của xin. Còn nữa, trên quyển sách này còn ghi tên của chú. Chính chú là tác giả của quyển sách này đấy. Tên chú là Uritaimonu. Tên gì kỳ cục thế? Chú tự hào kể. Mình viết quyển sách này với mong muốn bất kỳ ai đọc nó cũng sẽ có một cuộc sống thật tuyệt vời. Phần 1 của quyển sách này tên là Tin tưởng vào bản thân mình. Xin chẳng mấy quan tâm những gì chú nói. Cậu bảo chú ngồi xuống để mình trèo lên, quay lưng ra đằng sau, đi thẳng, rẽ phải, tới giá sách trước mặt. Vì sách quá cao, chú phải nhón chân lên nhưng vẫn chưa ăn thua gì. Chú ơi, mình có dướng thêm chút xíu nữa được không ạ? Bà chủ nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức bảo chị Nakamura nhanh chóng tới chỗ xin, phòng trường hợp xấu xảy ra. Trở lại với Shin, cô cậu lấy xuống hai quyển sách bikini đưa cho chú cầm tạm. Chị Nakamura xuất hiện, nhắc nhở chú Uritaimon không dung túng trẻ con đọc sách lung tung, không đúng độ tuổi. Chú bối rối giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà. Shin nhăn nhó mặt mày hỏi chị Nakamura. Chị ơi, sao chị lại giấu đống kho báu này ở vị trí cao như vậy à? Khó lấy chết đi được. Chị Nakamura giật lại mấy quyển sách từ tay chú Uritaimon, nhất quyết không bán cho Shin. Chị vô tình nhìn thấy quyển sách chú hỏi hồi nãy. Chú tâm tình, quyển này do chú viết. Chú muốn xem, ngày đầu tiên sách bày bán ở tiệm, mọi người có đón nhận nó không? Biết đâu chú lại trở thành bestseller thì sao? Nhưng với tình hình hiện tại, có vẻ mọi thứ chẳng được như mong đợi rồi. Chú cất quyển sách về vị trí ban đầu, thầy Shin đang hì hục viết một thông báo để tự quảng cáo cho sách mình vẽ. Sách hay lắm, mọi người đọc nhé. Shin kể, nếu có người mua, Shin sẽ bán quyển sách này với giá 100 triệu yên. Chà, qua câu chuyện của Shin, tự nhiên chú có ý tưởng mới cho phần tiếp theo rồi. Nó sẽ có tên là Hãy tin tưởng vào bản thân mình. Học tập xin, chú cũng xin một tờ giấy để viết vài dòng gửi đến người mua. Ló một cái thôi mà xin đã vẽ thêm cả mấy bức tranh của lợn buri buri rồi. Chị Nakamura nhắc nhở hai người, đây không phải là trường mẫu giáo. Nếu muốn vẽ vời, xin mời ra ngoài chơi. Em không chơi, em đang bán sách. Xin cầm lấy quyển sách của mình bỏ chạy, chị Nakamura đuổi theo thằng bé. Chú Uritaimon nhìn đống giấy, mỉm cười, trộm nghĩ biết đâu sách mình xếp đầu bảng xếp hạng doanh thu thì sao nhỉ? Ấy chết, tém tém chút, mơ mộng tiếp nữa rồi. Chú lại vừa mới nghĩ thêm một ý tưởng mới cho phần mới của quyển sách. Tên nó sẽ là Giấc mộng, xoay quanh thông điệp rằng nếu ta không nỗ lực để biến ước mơ thành hiện thực, thì ước mơ mãi chỉ là mơ ước. Chú buồn rầu, tính rời đi, thì vị khách mới tới, cầm quyển sách lên, ngó qua rồi ra thẳng quầy thanh toán.
Dạ, của anh hết 945 yên. Chú Uritaimon sung sướng, chạy tới suýt xoa cả bờn vị khách, khoe rằng mình chính là tác giả. Ngay cả chị Nakamura cũng ngạc nhiên lắm, nhưng rồi lại phải tập trung ngăn Sinh đang chơi đùa với xe đẩy, đu qua đu lại khắp nơi rồi nè. Chỉ được cái phá làng phá xóm là giỏi tôi xin ạ. Tập phim Nghệ thuật dọn đồ chơi. Vẫn như mọi ngày, mẹ phàn nàn Sinh về cả tội không chịu dọn đồ chơi gọn gàng, lúc nào cũng chất lại một đống. Sinh, mẹ dặn bao nhiêu lần mà vẫn chứng nào tật nấy hả? Đâu có mẹ ơi, tại cái thùng này nhỏ quá nên đồ chơi tràn ra hết ấy. Mẹ nhìn kỹ lại, đúng là nó nhỏ hơn so với khối lượng đồ chơi thật. Xem nào, nếu đã vậy, mẹ khuyên Sinh vứt bớt đồ chơi cũ đi cho tiện. Sinh nhất quyết không chịu, dù cũ thì cũng toàn là những món đồ yêu thích của ông tướng, không thể vứt đi dễ dàng như vậy. Mẹ cầm lên, ngắm nghía một con robot đã mất tay. Như này thì chơi kiểu gì được? Sinh giật lấy, hứa với mẹ, rồi mình sẽ sớm tìm ra tay của nó thôi. Mẹ chán Sinh ghê gớm, cứ món nào cũng giữ thì đến một ngày, cái nhà này chứa không nổi đống đồ chơi đâu. Sinh chẳng vừa, cậu bật lại mẹ, nhắc mẹ nhớ rằng chính mẹ cũng toàn chất đồ trong tủ quần áo, chẳng bao giờ thấy mẹ chịu vứt bớt đi. Con chắc chưa? Sai quá sai rồi đó con ạ. À, mẹ mở tủ ra cho Sinh xem. Thật bất ngờ, mẹ đã dọn mọi thứ gọn gàng cho vào hộp. Cô cậu không tin nổi vào mắt mình luôn. Vậy nên, giờ Sinh cũng phải xử lý đống đồ chơi. Cái gì không dùng nữa thì vứt. Mẹ có việc phải ra ngoài. Trước khi đi, mẹ dặn ông nhói ở nhà phân loại để vứt đi cho mẹ. Đến lúc mẹ về mà vẫn chưa làm xong thì no đòn. Chẳng còn cách nào khác, Sinh đành ngoan ngoãn vâng lời. Cậu đổ hết toàn bộ đồ chơi ra sàn. Xem nào, chiếc máy bay này là mình năn nỉ bố mua cho. Những dòng ký ức xưa cũ bắt đầu hiện về. Xin nhớ khi đó cậu phải đòi mãi bố 10 triệu mua, vì bố sợ mua máy bay rồi Xin lại đòi mua xe hơi, xe lửa. Xin nhất quyết khẳng định mình chỉ mua đúng món này thôi. Chơi được một thời gian, ông nhỏ cũng vứt xó. Mẹ hỏi thì Xin vô tư đáp rằng máy bay mà không có xe hơi, xe lửa chơi cùng thì chán lắm. Ngẫm lại, giờ cậu chưa có hứng chơi máy bay, nhưng biết đâu một ngày nào đó lại cần nó cũng nên. Thôi, giữ nó vậy. Chợt, Masao và Kazama ghé nhà chơi. Nhìn đống đồ của Shin, Kazama mạnh dạn tuyên bố, cái gì không chơi nữa thì vứt đi. Wow, nghe phong thái quả quyết của Kazama mà tự nhiên Shin xỉu óc xỉu đao, thấy Kazama đàn ông manly quá đi. Các bà Shin thật sự không muốn vứt cái nào cả. Masao mách nước cho Shin rằng nếu muốn giữ lại mà chẳng sợ chật thùng đồ chơi thì mình chia nó ra. Một phần trong máy giặt, một phần trong chuồng bạch tuyết, một phần trong tủ đồ chơi. Kazama lập tức cản hai đứa lại ngay. Ý này không hay chút nào, đấy là chưa kể, lỡ bị phát hiện thì ốm đòn với mẹ Misae luôn. À, Xin có cách rồi, giấu nhà Xin không được thì mang sang nhà Masao. Hả? Thế lỡ cậu cần chơi thì sao? Thì tớ sẽ gọi rồi cậu mang qua. Cũng không ổn, Masao thấy phiền lắm, cứ bắt người ta đi đi lại lại. Kazama khuyên Xin thử học cách sắp xếp mọi thứ gọn gàng xem sao. Tuy nhiều đồ thật, nhưng chỉ cần ta khéo léo sắp xếp chúng, căn đủ diện tích thì không lo bị chán đâu. Xin hết lời ngợi ca Kazama. Wow, cậu giỏi quá. Cứ như chơi xếp hình ấy nhỉ, cậu xếp đồ tiếp nhá, tớ ra xem TV đây. Cái gì? Đồ chơi ai thì người ấy sắp nhé. Xin miễn cưỡng tự mình xếp thử, nhưng tay chân cứ lóng nga lóng ngóng. Kazama hướng dẫn Xin, xếp đồ chơi là cả một nghệ thuật. Đồ chơi nào cỡ bự thì mình cho vào thùng trước, sau đó nhét cái nhỏ vào sau. Mấy đứa mỗi người một tay bắt đầu vào việc, áp dụng công thức đó, chỉ một loáng thôi, cố nhồi nhồi nhét nhét, anh em cũng đã cho hết tất cả vào thùng. Đấy, sức mạnh trí tuệ tập thể có khác, ngon lành cành đào hết cả rồi. Xong xuôi, hai bạn tạm biệt Xin ra về. Kazama khẽ nói với Masao rằng ban đầu tính qua chơi chơi thôi, ai ngờ là bị cuốn vào trận chiến dọn dẹp của Xin. Giá mà lúc nãy qua nhà bố trước, bố ở nhà để cho hai đứa xem bộ sưu tập đá, có khi còn vui hơn đấy nhỉ. Bên này, Xin vui mừng, cảm kích lắm. Ý ơi, hẹn mai mốt các bạn lại qua giúp mình dọn nữa nha. Kazama lớn tiếng đáp lại, thôi khỏi đi, cảm ơn. Xin vào nhà, vô tư đá giày tung tóe ăn mừng, chắc mẩm mẹ lát nữa sẽ ngạc nhiên cho mà xem, chẳng mấy khi thằng con xếp gọn đồ chơi đỉnh cao thế này. Ơ khoan, có cái gì ở dưới tủ giày thế này? Xin cúi xuống ngó xem thử, thì ra nó là tay robot, cuối cùng cũng tìm ra rồi nhá. Ông tưởng vội chạy tới thùng đồ chơi, tìm con robot để lắp lại tay cho nó. Robot bị xếp bên dưới, gỡ mãi vẫn chưa được. Xin dùng hết sức, cô kéo nó lên cao. Ôi cha, lấy được rồi nè, gắn tay vào thôi. Giờ chỉ cần tìm được một cái nữa là có thể giữ con robot này lại, mẹ sẽ không ép Xin phải vứt đi. Xin thử bắn đạn robot vào thùng rồi cắt robot, nhưng vì cái thùng đã quá tải, nhét chỗ này thì chỗ kia lại trồi lên. Xin loay hoay mãi cả buổi mà không sao nhấn chung xuống được, cu cậu nằm hẳn lên thùng đồ chơi cho tiện. Nào ngờ cái thùng đình công không chịu nổi sức tải, vỡ tung tóe hết bốn góc, toàn bộ đồ chơi rơi ra bên ngoài, tạo thành một cơn địa chấn, đến bạch tuyết còn phải ngớ người. Đúng lúc ấy mẹ về nhà mới buồn chứ. Con thấy chưa, mẹ đã bảo là phải vứt bớt đi rồi mà. Không không mẹ ơi, mẹ đừng vứt, con xin mẹ đó. Không cái gì mà không, con không thấy nó đầy ra đấy à. Xin cố nài nỉ mẹ nhưng xem chừng chẳng xi nhê gì cả. Giá mẹ về sớm hơn chút nữa thì hay biết mấy. Hay, khổ thân ghê gớm.
Và đó là nội dung của tập phim ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, đừng quên like, share, đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Còn giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại. Ya, matene.